chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, gán chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chân này. Dám xem chùa hả? Đứng lại, đứng lại, trời ơi, mình xem chùa quay đi trời đất ơi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho thầy đi. Nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn. Hôm nay thầy sẽ sale cái quần này giá sập sàn, giá các là học sinh sinh viên 9.999.000.000. Còn chần chờ gì nữa mà không mau chốt đơn cho thầy đi. Em mạnh dạn chốt cái quần đó 20.000. Thầy ơi em chốt 21.000 có phi ship không thầy? Trời đất ơi, được cái quần rồi nè. Rồi cái quần đã có người chốt đơn rồi, thầy kết thúc live stream ở đây nha. Ảo thật đấy. Rồi, hello, xin chào tất cả các em nha. Rồi, được rồi, được rồi. Ôi, gì đây? Ôi, hên quá chưa trúng mình. Trời đất ơi, mới vừa mở báo thầy rồi kìa. Rồi, chúc tất cả các em có một buổi sáng vui vẻ nha. Trời ơi, thầy đi dạy thầy mang theo kiếm người, ai dám vui vẻ. Gì đây? Thầy em thấy chỗ ngồi vậy, bây giờ tôi em ngồi ở đâu vậy thầy? Thầy em kiếm chỗ nào em ngồi đại đi chứ. Trời đất ơi, không ấy hai đứa lên đầu thầy ngồi luôn đi nè. Dạ ok. Hả? Ảo thật đấy. Cậu có hai đứa sẽ lại dưới này. Ở đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu buổi học của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học toán. Cái gì? Mấy đứa chán môn toán hả? Vậy mấy đứa muốn học cái gì? Học lịch sử và địa lý ha. Trời ơi, đi học mà sao đòi hỏi quá vậy chứ. Bây giờ học cái gì? Hả? Rồi thế giới tối thui luôn. Gì vậy? Ê, à mấy đứa ơi, thầy đã có ý tưởng cho buổi học ngày hôm nay rồi. Hôm nay mình học huy hoàng không gian. Hôm nay chúng ta sẽ học một buổi học sáng tạo. Sáng tạo robot. Nhiệm vụ của các em là phải tự chế tạo cho mình một con robot, làm kiểu nào cũng được, miễn sao là robot là được. Sau đó chúng ta sẽ chiến đấu với nhau. Con robot cuối cùng còn lại sẽ là con robot chiến thắng, và phần thưởng sẽ là 1.000.000 đô. Sao ai tưởng gì khó, cái này dễ ẹt. Cái này mới khó nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Mấy đứa sẽ có 15 phút để làm chuyện này. Và tất cả các nguyên liệu thầy đã chuẩn bị cho mấy đứa rồi đây. Rồi mấy đứa bắt đầu làm đi nha. Thầy đi ngủ đây, tạm biệt mấy em. Hey hey, đã tới lúc mình ra tay. Bây giờ mình sẽ làm một con robot bằng sắt, không ai thể chống cự lại được mình. Bây giờ mình nên làm con robot gì đây ta? Không nghĩ ra luôn á, có ai chỉ cho mình không ta? Hả? Ủa sao Zombie không làm mà Zombie nhìn qua tôi chi vậy Zombie? Tôi đâu biết làm gì đâu, tôi đang đợi bạn cơ, bạn làm gì tôi làm theo giống bạn nè. À, thì ra mày chọn cái chứ. À mày. Ê Sam, bây giờ chúng ta làm con robot gì đây cho ý kiến coi. Thầy làm con robot cái thân hình giống bạn đi, để cho nó có sức mạnh đâu đó. Ok, được á. Xin chào các bạn, hôm nay mình và Mỹ Diệu sẽ làm ra một con robot mạnh nhất thế giới. Sức mạnh Mỹ Diệu ngồi lũng tư. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Xuống lắm nó không vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Ai à? Để thử độ cứng của cái áo này coi, rồi mình làm con robot của mình cứng giống như vậy luôn nè. Hey. Trời gần sống, trời gần sống rồi đây. Rồi, ui xuống hết cái đầu ra luôn rồi, trời ơi. Ảo thật á. Đây là đội quân robot của mình. Còn đây là mình. 15 minutes later. Hết giờ rồi, mấy em dừng tay lại. Và bây giờ chúng ta cùng ra bên ngoài nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với đấu trường robot của lớp học quái vật. Nơi đây chuẩn bị diễn ra những cuộc chiến vô cùng cam go và khắc nghiệt. Hả? Ê, nói gì vậy? Đừng có quay tôi nha.
Rồi ra đây đầy đủ hết rồi đúng không? Chào mừng tất cả các em đã đến với đấu trường robot. Nơi đây sẽ là nơi chuẩn bị cho những cuộc chiến vô cùng cam go và hấp dẫn. Nơi không dành cho sự yếu đuối. Tất cả các em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến phía trước chưa? Rồi thì lớp hôm nay của chúng ta có 10 thành viên, nhưng mà bạn Slam và bạn Spider đã chung một đội rồi, nên được tính là hôm nay có 9 sản phẩm dự thi cuộc thi này. Chúng ta sẽ thi đấu 4 vòng để tìm ra con robot mạnh nhất trong ngày hôm nay. Máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên những cặp đấu với nhau, và hôm nay sẽ có hai bạn may mắn nhất. Hai bạn đó chỉ có việc là ngồi chơi và đợi qua lượt mà thôi. Nếu không có vấn đề gì nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia bảng. Dạ ok thầy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần chia bảng. Cặp đấu đầu tiên sẽ là Nob và Ma Sương Trắng. Cặp đấu thứ hai sẽ là Enderman và Bigman. Cặp đấu thứ ba sẽ là Ma Sương Đen và Spider. Cặp đấu thứ tư sẽ là Zombie và Gat. Vậy người may mắn hôm nay sẽ là Ripper. Rồi mấy đứa ơi, đã hoàn thành công việc chia bảng rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau giới thiệu về những con robot của mấy đứa cho thầy và các bạn cùng biết trước khi vào trận đấu này nha. Để cho mấy bạn farm còn đánh giá và chọn robot cho mình nữa. Rồi giới thiệu từ bên này qua thì mời bạn Nob giới thiệu về sản phẩm của mình. Dạ em xin giới thiệu với thầy và các bạn, đây là Michael Chikara Gâu Gâu của em. Chikara tiếng Nhật là sức mạnh đó thầy, sức mạnh của ông Gâu Gâu. Thầy không thể chống lại được nó đâu. Trời thầy có vitamin đạo đức nè, em chống lại thầy không? Dạ được rồi, để thầy xem. Chikara Gâu Gâu, mau tấn công ông thầy. Ê thầy nói chơi thôi mà, ê đừng có vậy. Rồi tiếp theo thầy mời bạn Enderman. Dạ em xin giới thiệu với thầy và tất cả các bạn, đây là robot vitamin đạo đức phiên bản tốc độ bàn thờ. Nó có thể di chuyển và phát vitamin đạo đức nhanh nhất có thể. Được đó, thầy thấy cái này hợp lý đó nha. Rồi tiếp theo thầy mời bạn Rat luôn. Dạ em xin giới thiệu với thầy và các bạn, đây là cây súng ngu ngốc nhất thế giới. Ngươi nói cây gì? Ngươi kia mới nói tao. Wow, con robot này nó cũng thông minh quá trời luôn nè. Dạ anh nói về thông minh và mạnh mẽ thì con robot của em là số 1 luôn đó thầy. Hả? Không sao thầy ơi, em chưa dặn ống quá lại thôi à. Ê. Hả? Wow, chắc chắn là con robot của em sẽ được giải cuối luôn á. Dạ em xin giới thiệu với thầy, đây là con heo sắt. Không phải, nói tiếng Anh là Iron Beast. Đó, đây là con heo đã được em trang bị rất là nhiều vũ khí tối tân hiện đại để chiến đấu. Nhìn cái mặt của nó uy tín giống như cái mặt em ghê luôn á. Chúc hai đứa may mắn nha. Dạ em xin giới thiệu với thầy và tất cả các bạn, đây là phế liệu đa năng. Trời ơi cái này giả. Sao đó được. Dạ em xin giới thiệu với thầy, đây là 6 con robot đa chức năng của em. Nó có thể làm được nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như là múa giỏ, đánh giỏ, cũng như là chức năng đặc biệt nhất là chức năng khiên hòm. Con robot em xịn quá ha. Mong là em khiên người ta ra. Dạ em xin giới thiệu với thầy và tất cả mọi người, đây là con robot thiêu thân của em. Trời đất ơi, con robot gì nghe tên là không thể nào quay trở lại được nữa vậy. Con robot này nó có chức năng gì vậy Ripper? Dạ con robot này nó có một cái móc trên đầu á thầy. Khi nó bắn về phía đối thủ mà chính đối thủ rồi á, thì nó sẽ cùng đối thủ phát nổ. Vậy thì chúc mừng ai may mắn đối đầu với Ripper nha. Dạ xin giới thiệu với thầy, đây là máy đập tử thần, được thiết kế dựa trên con người của bạn Spider. Đúng là chạm mà đến là đó. Được được, sau khi tham quan một vòng tất cả các robot của các em á thì thầy thấy rất là đa dạng về sản phẩm cũng như là vũ khí luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào cuộc thi thôi nào. Và ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta sẽ được chứng kiến cặp đấu đầu tiên, đó chính là Ma Sương Trắng và bạn Nob để giành tấm vé vô tiếp vòng trong. Xin một tràng pháo tay nào các em ơi. Các em ơi, các em chọn ai là người chiến thắng đây? Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Cuộc đấu của chúng ta sẽ bắt đầu. Tiến lên nào, Chikara Go Go. Robot sắc đá tấn công. Hả? Con robot của mày sao mà lùng quá vậy? Ê, dám chạy con robot của mình lùng hả? Xem đây. Cơn xem anh nè,
đấu đầu tiên, nớp đã bị loại. Cặp đấu thứ hai, Enderman và Beastman. Ở cặp đấu này sẽ là cuộc đọ sức giữa Vitamin Đạo Đức và Heo Sắc. Tại xin chào tất cả các bạn nha. Anh em ơi, ủng hộ cho mình anh em ơi. Cuộc đọ sức chính thức bắt đầu. Tiến lên nè bé ơi, tiêu diệt con heo. Let's go. Lên nè heo ơi. Trời ơi, nhìn vậy là biết ai thắng rồi heo. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hê hey, con heo này cũng biến hình nữa hả? Mắc cười quá à. Đúng rồi, không những mà biết biến hình mà còn biết dùng súng nữa nè. Coi đây. Cái gì? Bay vô. Ra đòn kết liễu thôi. Ủa? Hả? Sao nó có sao hết trơn vậy? Hello. Robot của Batman đã bị kết liễu và Batman đã bị loại rồi. Và tới cặp tiếp theo chính là cặp của Ma Xương Đen và Spider. Ở cặp đấu này thì chúng ta sẽ được gặp 6 anh da đen chuyên hòm của bạn Ma Xương Đen. Không biết liệu rằng 6 anh da đen này có thể chống chọi được con robot của Spider và Slam hay không? Chúng ta cùng chờ đợi nha. Nhanh nhất lịch sử đó, xin một tràng pháo tay đi. Chúng ta phải nói lời chia tay với Ma Xương Đen thôi. Và cặp tiếp theo sẽ là cặp Zombie và Run. Ở cặp đấu này thì chúng ta sẽ có sự gay cấn hơn, vì hai bên đều trang bị vũ khí hạng nặng cho mình. Xin giới thiệu bạn Run và bạn Zombie. Zombie đã quay lưng lại với đối thủ, không biết Zombie sẽ tung ra tuyệt chiêu gì đây. Ê, xin chào người bạn. Ê, giọng lỗi trực tiếp đã kết thúc và chúng ta đã tìm được những người đi tiếp. Những người xuất sắc đi tiếp đó chính là Ma Xương Trắng, Enderman, Spider và Zombie. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi giây phút tìm ra người may mắn nhất được qua lượt ở vòng tiếp theo. Đó là bạn Ma Xương Trắng. Xin chúc mừng bạn Ma Xương Trắng vì đã nắm trong tay của mình một tấm vé đi tiếp mà không cần chiến đấu. Và không để tất cả các em chờ lâu, chúng ta cùng chia bảng để đến cái vòng đấu tiếp theo. Và vòng đấu tiếp theo, Spider sẽ gặp Ripper, Enderman sẽ gặp Zombie. Và hứa hẹn sẽ đem lại với chúng ta rất nhiều cảm xúc. Mời tất cả các em về vị trí của mình. Xin giới thiệu với tất cả các em, đây là con robot thiêu thân của bạn Ripper. Mình gõ một cái là chết queo rồi. Bạn đừng có xem thường người khác nha bạn. Bạn hãy xem sức mạnh của tôi nha. Em cảm nghĩ cho thầy biết coi trận chiến này như thế nào. Dạ, trận chiến này hay bay màu luôn á thầy ơi. Cặp đấu này quá dữ, cả hai đều bay màu luôn. Và chúng ta sẽ đến với cặp tiếp theo là Enderman và Zombie. Nghe nói bạn có tên lửa lợi hại lắm đúng không? Tôi muốn thử nè. Được, đó liền đi. Hả? Trời ơi,
Thấy đỉnh chưa? Cũng đỉnh thiệt đó, nhưng mà bây giờ bạn không thể di chuyển được nữa rồi. Tôi vẫn còn một thứ vũ khí này. Ê, à, ẩu rồi đó bạn, ẩu rồi đó, đừng như vậy nha. Tạm biệt quả bóng. Hay quá mấy đứa ơi, chuẩn bị để xuất sắc giành chiến thắng trước Enderman rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng chung kết, vòng đối đầu giữa Zombie và Ma Xương Trắng. Hãy xin mời bạn Ma Xương Trắng bước ra. Thầy ơi, Ma Xương Trắng với con robot bỏ trốn với 1 triệu đô của thầy rồi thầy ơi. Hẹn em kiếp sau, kiếp này thôi tiến đến nha. Cái gì Ma Xương Trắng dám ôm số tiền thưởng bỏ trốn mà. Không thể như vậy được, cản bước được hả? Không có chạy được đâu cưng, mau đứng lại đi. Số tiền này là của mình rồi, mình không cần phải chia cho ai nữa hết trơn hết trời á. Đi nhanh lên robot ơi, lẹ lên lẹ lên. Ê, cái gì mà dám cản bước mình vậy ta? Cái này là gì vậy? Tránh ra coi. Ơi, bà sẽ lấy tiền của ta. Ê, trả tiền lại cho ta chứ ơi. Em đã lấy được tiền về cho thầy rồi đấy thầy ơi. Nó không thoát khỏi tay của em đâu. À, cái thằng zombie tại lanh kia, ai mượn người lấy tiền của ta và trả lại cho ta. Trời ơi, Mai Xương Trắng vẫn còn cay cú, vẫn đang chửi mình kìa. Được rồi, để mình tặng bạn một món quà. Đây, zombie mau trả tiền lại cho ta. Game là dễ các bạn ơi, mình đã nói rồi, mình là người chiến thắng.